này, cái gì á? Đâu rồi, đâu rồi? Hello, hello mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Bác Tài Vlog của mình nhé. Mọi người nghe tiếng nhạc là mọi người biết mình đang làm gì đúng không? Hôm nay mình sẽ chôn caramel của mình một bữa. Từ lúc vô làm cho mình tới giờ mình chưa có chôn. Mình chưa có chôn. Hôm nay mình sẽ chôn cho em ấy một bữa cho tản hồn luôn. Tản hồn luôn. Mọi người có ý tưởng gì để chôn caramel? Mọi người cho mình xin ý kiến nha. Để sắp đây sắp tới mình sẽ chôn nhiều, làm nhiều cái clip chôn caramel cho mọi người xem. Bây giờ màn chôn đầu tiên cho em ấy tởn tới già luôn là mình sẽ nhát ma em ấy nha. Rồi rồi, thấy không? Công chuyện này sợ ma dữ lắm, sợ ma dữ lắm luôn á. Ok, hôm nay mình có một cái miếng giấy đây nè với một cái viết. Bây giờ mình sẽ vẽ cái mặt con ma nha. Vẽ cái mặt con ma xong cái bắt đầu mình giả bộ mình ra mình rủ em ấy quay cái hành trình ấy, lộn quay cái thử thách ngủ trên xe tải đi. À, mình phải rủ quay như vậy á, em ấy mới không có đề phòng, thấy không? Còn nửa đi mình sẽ nhát ma em ấy nha. Ok không? Sợ ma dữ lắm luôn á mọi người. Mình á thì mình không có sợ ma. À, ok chơi, bây giờ mình sẽ vẽ thôi. Hay da. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình vẽ con ma thôi. Hồi nào giờ không biết vẽ con ma ra làm sao luôn á trời. Hay da. Vẽ con ma làm sao mà cho nó ghê ghê nha. Ghê ghê nha. Hai con mắt nè. Hai con mắt tròn do nè. Hai lông mũi nè. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi trời ơi, trời ơi trời ơi. Cái miệng mình bồi xíu. Đó. Răng nanh dài thằng lòn ra. Hai cái răng nanh dài thằng lòn ra. Ừ. Vẽ con mắt tròn tròn đi xíu. Đó. Ồ, ghê chưa, ghê chưa. Rồi, đẹp. Ủa con này con gì ta? Con này phải con ma không ta? Vẽ cái chân mày. Giống con ma chưa mọi người? Con này là con gì nha? Con gì mà nó súng răng gì không biết. Cho thêm dài, dài cái răng nữa. Ây da. Nào giờ không biết vẽ ma luôn á trời. Nào giờ có gặp con ma lần nào đâu mà biết. Cái gì vậy bà nội? Wow. Wow. Con ma cũng thấy gớm đó chứ hả? Có hai cái lỗ mũi nè. Oh. Oh. Con mắt có bự bự vô mới ghê chứ. Đó. Ok chưa mọi người? Đây là con ma đầu tiên mà mình sẽ cho anh em ấy. Mọi người thấy con ma nó giống mình không? Đi lộn lộn. Mọi người thấy mình vẽ con ma nó có ghê không? Hình như nó chưa ghê mấy á mọi người. Thôi mà kệ nó đi, cũng giống giống con ma. Thấy không? Để bây giờ mình sẽ rủ em ấy làm thử thách ngủ trên xe nha. Làm thử thách ngủ trên xe. Xong cái bắt đầu á mình nửa đêm nửa hôm cái anh em ngủ cái bắt đầu mình đưa ra trời chắc chết quá. Ok, bây giờ mình sẽ ra mình rủ em ấy. À, hiện tại bây giờ em ấy đang ngồi ở ngoài trước bán trái cây. À, ok, giờ này cũng tối rồi mọi người. Ok, đi gà rủ ơi, đi gà rủ nó. Rủ nó. Ui, ui, ui. Ui. Làm gì ngồi ngoài này hoài vậy? Lướt Facebook. Lướt Facebook rồi bán trái cây không? Lo bán trái cây, lo lướt Facebook không trời? Thì có khách đâu. Giờ này tối rồi. Vô đây nó nghe nè. Sao
nghi quá ta. Nghi gì? Đây nè. Bây giờ tối nay 12 giờ khuya, hai chú cháu mình sẽ thực hiện một cái clip mà ngủ trên xe tải 12 giờ khuya. Có nhiều bạn comment là kêu mình làm thử thách trên xe tải á. Hay cho nên chơi không? Cũng hợp lý, chơi. Chơi, chơi nha. Rồi ok, bây giờ hai chú cháu mình sẽ bắt thăm. Bây giờ trên xe tải có một cabin với trên thùng xe. Hai chú cháu mình sẽ bắt thăm ai ngủ trên cabin, ai ngủ trên thùng xe nha. Ok. Đó, giúp 12 giờ đêm. Nếu như mà thử thách này ai thua thì sẽ như thế nào? Thì thí dụ như mà ai không hoàn ngủ từ 12 giờ đêm đến 5 giờ sáng ha. Thí dụ như ai thua thì chung cho người đó 200.000. Chu cha nhiều. Ok, bây giờ tiến hành bắt thăm nha. Ok. Ok. Bây giờ đây là cái thăm, thấy không? Đây là cái thăm. Bây giờ ai bắt được cái thăm ngắn thì ngủ trên thùng xe tải. Còn ai bắt được cái thăm dài thì ngủ trên cabin. Nha, ngủ tới sáng nha, ngủ mà ai mà không ngủ được tới 5 giờ sáng là thua 200 nha. Ok. Chơi. Ok phải không? Rồi bắt trước đi, nhường bắt trước luôn á. Trời ơi, trời chết mẹ. Chết mẹ, nó ngủ trên, nó ngủ trên cabin này. Trời ơi, trời, còn mình ngủ trên xe, ngủ trên thùng xe rồi. Mẹ. Mình là thánh chú Trung, từ bây giờ các bạn đặt tên cho chú Trung là thánh nhỏ nha. Không, bây giờ ngủ trên cabin là giao là không có đóng cửa xe nha. Tại sao? Thì nó ngủ trên mà thùng xe cũng đâu có cửa xe cửa bảo mày đâu. Chào. Chào. Rồi ok, ngủ trên cabin nhớ là không đóng cửa nha. Đó, còn ngủ trên thùng xe thì nó đâu có cửa bảo mày đâu lắm. Ok, bây giờ sẽ đợi tới 12 giờ. Đợi tới 12 giờ bắt đầu làm thử thách nha mọi người. Okay. Mọi người đón xem tới 12 giờ nha mọi người. Rồi ok, bây giờ lên xe trước đi. Bây giờ là 12 giờ đêm rồi nha mọi người. Đúng 12 giờ đêm luôn. Trời ơi, 12 giờ đêm mà giờ này xe còn chạy ầm ầm nữa ông nội ơi. Ở đây quốc lộ 63 cho nên là dù ngày dù đêm gì ở xe nó vẫn chạy ầm ầm luôn. Ê, trên này nó có đèn nè. Rồi bây giờ có được đề máy không? Không đề máy. Bây giờ ngủ là ngủ đây, mở cửa ngủ thôi chứ không có được đề máy. Sao dữ dằn sao? Chuẩn bị cái gì đi, chuẩn bị đồ ngủ dữ gì? Mình chuẩn bị cái này để lót rồi dựa cho đỡ bị đau nha. Với lại cái này là vừa mà là cái gối ôm với lại vừa là cái gối đầu á đó. Rồi ok, bây giờ là khoang cabin của chú Trung ha. Đây mình cho các bạn xem cái này mới hồi chiều chú cháu mình gắn cái này vô. Phật mẹ Quan Âm nha. Còn đây là qua nick 2 nè mọi người, tiện cái review luôn nha. Tiện thể review cho mọi người xem luôn. Đây là OneX2, sản phẩm hỗ trợ các bác tài giữ vững sự tỉnh táo trên dạng nẻo đường. Một viên ngậm như vậy nè. Cái sản phẩm OneX2 này thì được chiết xuất hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên nha anh em. Đó, mỗi viên ngậm này có thể giúp anh em tỉnh táo từ 3 đến 4 giờ nha. Anh em nào có mua thì vào TikTok shop mua ủng hộ mình nha anh em. Ok, bỏ đây đi. Rồi bây giờ ngủ trước đi. Đù má mát dữ ta. Ê, mình chưa nghĩ ra cái ngủ trên xe này có cây quạt luôn nội mẹ ơi. Sướng à. Ok, ổn áp. Ổn áp phải không? Ok, tới bây giờ mình sẽ review cái chỗ ngủ của mình nha. Rồi bây giờ ngủ đây nha. Ok. Đó, bây giờ là đúng là 12 giờ nha anh em. Bây giờ là thử thách là tới 5 giờ sáng nha. Ai mà bước xuống xe trước là người đó thua nha. Ok, rồi ngủ đi. Chuẩn bị hai xì cho cháu đi. Chuẩn bị phải không? Ok. Hay da. Còn đây nè mọi người, bây giờ mình sẽ lên xe thôi.
Ây da, chỗ ngủ của mình ở đây. Ây da. Ui xời ơi. Ui. Ây da. Ui xời. Chà, ngủ trên đây chắc mũi cắn thấy mẹ luôn. Đây là còn nguyên một xe cam luôn nè mọi người. Nguyên một xe cam luôn. Ở trên đây thì mình có lót cái mấy miếng giấy sẵn nè. Ở dưới này nó có cái gì đó nó độn độn vậy, trời ơi trời, một trái cam luôn nổi. Bây giờ mình sẽ lót ở đây mình ngủ nha. Ai da. Có cái mền nè. Cái mền này để mà khi nào mà tới tối thì mình sẽ, nếu như có muỗi cắn thì mình sẽ lấy cái mền để mình đắp. Ê, chúc ngủ ngon nha. Ngủ ngon nha. Ok. Đây, bây giờ mình cũng ngủ thôi mọi người ơi. Hey, phải thắng nó mới được. Hôm nay là chơi là phải thắng nó mới được. Gì? Cái gì nói gì? Hai sĩ hả? Trời trời, ngủ trên đó ha, nó nói gì chứ nó không im bằng ngủ ở đây đâu trời, ở đây nè. Im không? Im à, rồi, ok, im. Ok. Hay à, bây giờ mình sẽ nằm đây mình ngủ thôi. Hay à. Nó ngủ rồi mọi người. Nó ngủ rồi mọi người. Để mình cho mọi người xem nó đang ngủ ngon nè. Ông nội mẹ cái thằng gì đâu mà mới lên xong có chút xíu là ngủ mất tiêu rồi. Đây nè, để mình cho mọi người xem nó ngủ nè. Bây giờ mình sẽ lấy cái hình con ma mình nhát nó nha. Ok, để bây giờ mình cho mình xem, cho mọi người xem nó ngủ nè. Đó. Ờ, nó ngủ ngon lành chưa? Ờ, bây giờ mình xuống, sẽ xuống mình lấy. Mình lấy cái nhỏ. Mình sẽ xuống mình lấy cái hình con ma. Đây nè mọi người, cái hình con ma nè mọi người. Bây giờ mình sẽ khiều nó thức dậy nha. Khiều nó thức dậy rồi mình sẽ cho nó nhìn cái hình này và thử phản ứng nó như thế nào nha mọi người. Nó nói nó không sợ ma. Ừ, phải rồi, không sợ ma. Sợ ma chúa luôn á. Ok. Mở cửa nhẹ nhẹ thôi. Đây, để mình cho mọi người xem nó đang ngủ nè. Đây nè. Ôi ơi, nó đang ngủ nè. Ông nội mẹ mới có nửa tiếng đồng hồ mà nó ngủ cái tướng luôn kìa. Ây da. Bây giờ mình sẽ kêu nó. Bây giờ mình sẽ đặt cái tấm hình ở đây đi. Đặt cái tấm hình ở đây. Tao nè. Vậy mà nó nói nó không sao ma. Nó không sao ma mà nó chạy mất dép. Nó không sao ma mà nó chạy mất dép.
Tao nè ông nội, tao nè. Trời cái gì hả? Tao nè. Trời làm anh gì ngộ dữ đi. Vậy mà nói mà không sợ ba. Ai biết được, không biết gì chưa. Hình như mình thấy có gì đó nó sai sai mọi người. Nói không sợ ma, nói không sợ ma ha. Mày ha, sợ ma thì nó không sợ ma đi. Bài đặt nó không sợ ma đâu ha. Dù rằng người con không sợ ma đâu ha. Bà ơi, chú Trung, trời. Giờ mình mới nhớ ra chú Trung gà mình. Mình thua rồi. Thôi, vô ngủ tiếp đi. Ây da, chỉ là một bằng cho anh thôi, không có thử thách gì đâu. Nếu mà ai mọi người có ý tưởng gì cho anh đó, thằng này nữa, mọi người comment riêng biệt cho mình biết nha. Để mình cho nó nha. Ok không? Bye bye. Trời ơi, lịch trời ơi. Từ từ.